Và ngay sau đây thì MC xin được dẫn dắt tới một cảm nhận nữa được không quý vị ơi? Một tân giám sát mà MC cũng cảm nhận thấy rằng là có rất nhiều sự nỗ lực và cố gắng cũng như bứt phá trong sự nghiệp kinh doanh. Và MC xin được mời tân giám sát Trương Thị Vinh được mở mic và chia sẻ cùng với mọi người cảm nhận cũng như suy nghĩ của mình ạ. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người đã có nghe thấy tiếng em nói không ạ? Dạ, nghe rất rõ nha chị. Dạ vâng ạ. Kính thưa cô Tổng Giám đốc Trương Thị Nhi, kính thưa ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các quản lý, các FBO. Tôi tên là Trương Thị Vinh, năm nay tôi 35 tuổi. Hiện tại tôi đang là giáo viên công tác tại trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Và người bảo trợ của tôi là quản lý Cao Thị Liên, được hỗ trợ bởi hệ thống của quản lý Nguyễn Nghĩa. Tôi biết đến sản phẩm của Forever từ người chị trong gia đình, đó là quản lý Cao Thị Liên. Khi đó thì mẹ tôi mắc chứng bệnh tiền đình, hay đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và rất hay đi viện. Thì quản lý Liên cũng đã cho mẹ tôi sử dụng cái sản phẩm là bộ tiền đình đó. Thì mẹ tôi sau khoảng 2 tháng sử dụng thì mẹ tôi là không còn đau đầu nữa, mà từ đó đến nay thì cũng chưa có đi viện lần nào. Và chồng tôi thì có cái bệnh là đau đầu kinh niên ấy, đau đầu kinh niên, và được chị Liên tư vấn thì tôi cũng có cho chồng tôi sử dụng bộ đau đầu mất ngủ. Thì cũng chỉ sau 2 tháng thôi thì chồng tôi bây giờ là không thấy hiện tượng đau đầu nữa. Thì sau đó thì tôi đã sử dụng rất nhiều các cái sản phẩm của Forever như chăm sóc răng miệng, chăm sóc da, rồi là tăng sức đề kháng. Thì bản thân là một giáo viên thì tôi cũng không có nhiều kiến thức về y khoa cũng như cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hay là sắc đẹp. Thì quản lý Liên cũng thực ra trong cuộc sống hàng ngày thì cũng gặp rất nhiều các vấn đề, ví dụ như bản thân mình hay là con cái mình thì mình cũng không biết cách để xử lý những cái tình huống như thế. Do đó là quản lý Liên khuyên tôi là vào trong Zoom học kiến thức. Thì tôi cũng có vào Zoom học kiến thức của bác sĩ Bảo và của cô Thu Anh. Khi học kiến thức rồi thì tôi nay học thì mai tôi lại muốn học. Thì tôi muốn học nhiều hơn vì kiến thức bác sĩ Bảo chia sẻ rất là thực tế. Và những cái buổi giao lưu vào chiều thứ tư thì tôi thấy các FBO và bác sĩ Bảo thì có trao đổi với nhau. Thì các FBO hỏi cũng rất là nhiệt tình và bác sĩ cũng trả lời rất là nhiệt tình. Thì tôi nhận thấy là tôi các cái vấn đề này thì chúng ta sẽ gặp thường xuyên hàng ngày. Do đó tôi ghi chép lại rất cụ thể để có thể là mình có thể chia sẻ với người thân, bạn bè xung quanh. Biết đâu đó một lúc nào đó mình gặp các cái trường hợp như vậy thì mình cũng có thể giúp được người khác. Và sau đó thì tôi lại tìm hiểu sâu hơn về công ty, về đội nhóm, về chính sách chiến lược của tập đoàn. Và khi đó thì tôi tìm trên mạng ấy. Tìm trên mạng thì tôi nhận thấy rằng là mục tiêu của Forever là hướng cho con người tới một sức khỏe hơn, đẹp hơn, và giúp cho những người có thu nhập thấp cũng có thể sử dụng được các sản phẩm chất lượng với giá thành rất là phải chăng. Khi đó thì tôi quyết định trở thành một FBO. Trở thành một FBO thì đầu tiên quản lý Nghĩa dạy tôi thế nào là một FBO. Và với tinh thần của một FBO là một người làm chủ, tôi đã mở một home shop ngay tại nhà mình. Cái nhà thì tôi vừa mới xây xong cách đây khoảng hơn một tháng thôi. Thì công việc của tôi thì cũng rất là bận, dạy rất là nhiều. Nhưng mà quản lý Nghĩa và quản lý Liên cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và tôi chỉ mở home shop trong vòng có một tuần thôi ạ. Vừa chuẩn bị, vừa ấy là trong vòng một tuần. Và đó là lần đầu tiên tôi live stream trên mạng xã hội. Nhưng mà do cái thời điểm dịch bệnh thì tôi cũng không có mời khách đến nhà. Tuy nhiên thì mọi người hàng xóm, người thân, bạn bè cũng đến rất là đông ở nhà mình. Và hôm đấy thì thực sự là như thế là một trận đại chiến, mình náo loạn, rồi con cái, rồi là mọi người xung quanh hàng xóm đến chơi, đến chúc mừng. Thì nói thật sự là đúng là cũng một cái thành công ngoài tưởng tượng. Và đặc biệt hơn nữa là lại được một sự ưu ái, quan tâm của ban lãnh đạo công ty đã cho tôi cái cơ hội nhận được món quà của Tư Duy Lô Hội. Ở thời điểm hiện tại thì đến với Forever, tôi nhận thấy rằng là mình có được 3 cái điều mà tôi nghĩ nó là rất quý, rất lớn. Thứ nhất là tôi có thêm nhiều đồng đội, được giao tiếp, được học hỏi. Thứ hai là có thêm nhiều kiến thức về y khoa, về chăm sóc sức khỏe. Và tôi rất tâm đắc với câu nói của bác sĩ Bảo, đó là không có người bác sĩ nào giỏi hơn chính bản thân bạn và người thân của bạn. Và tôi thấy điều này cực kỳ là chính xác ở thời điểm hiện tại. Thời điểm dịch bệnh như thế này thì điều đó là vô cùng chính xác. Và điều thứ ba tôi đạt được
đó chính là mình có thêm một chút thu nhập. Dù tôi làm chưa được tốt, kết quả chưa được nhiều, nhưng tôi cũng cảm thấy rất là vui. Rất là vui bởi vì đó là khả năng của bản thân mình. Thực sự thì tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Lời cuối cùng, tôi cũng xin chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô Nhi, tới anh Phạm Hồ, tới toàn thể ban lãnh đạo công ty và các FBO đã tạo điều kiện giúp đỡ và cho tôi một cái phần quà 20 tháng 10 rất là sớm từ Tư Duy Lô Hội. Điều tôi muốn nhắn nhủ ở đây rằng là bạn, xin lỗi, dù bạn đi nhanh hay đi chậm, nhưng với tình yêu, lòng quyết tâm, biến nó thành hành động thì chắc chắn bạn sẽ đi tới đích. Và nhân ngày doanh nhân 13 tháng 10, tôi xin gửi lời chúc tới cô Tổng, tới ban lãnh đạo công ty và các FBO một ngày thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều năng lượng để lan tỏa những cái giá trị mà FBO, mà Forever mang lại cho thêm nhiều người hơn nữa được biết đến, được sử dụng cái dòng sản phẩm này. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, xin được gửi lời chúc mừng đến với tân giám sát của chúng ta. Và MC tin chắc rằng là trong thời gian tới, với một cái nền tảng đó là sự hỗ trợ tuyệt vời từ tổ chức Eagle Team cũng như với động lực của riêng mình, thì chắc chắn là chị sẽ sớm chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.